Vào hồi 8 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 116,79 m, lưu lượng đến hồ 1.002 m khối trên dây, lưu lượng xả 1.216 m khối trên dây. Để vận hành điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp yêu cầu công ty thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy còn lại vào lúc 10 giờ ngày hôm nay. Bộ Nông nghiệp yêu cầu công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu bão, Tuyên Quang là một trong số những tỉnh ở miền Bắc bị thiệt hại nặng do mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét sạt lở đất. Mực nước các sông tại Tuyên Quang như sông Gâm, sông Lô đều trên mức báo động 3. Đây cũng là lần đầu tiên hồ thủy điện Tuyên Quang phải xả liên tiếp 8 cửa xả lũ do mực nước dâng cao.